Nhân viên một nhà hàng ở Trung Quốc nhầm nước lau sàn với nước ép trái cây, khiến 7 thực khách phải nhập viện. Cảnh sát địa phương cũng xác nhận 7 người đã nhập viện cấp cứu sau khi một nhà hàng ở miền đông Trung Quốc phục vụ nhầm nước lau sàn cho họ vì nghĩ rằng đó là nước ép trái cây. Một trong những nạn nhân, cô Wu Công kể rằng khi ăn uống cùng gia đình và bạn bè tại nhà hàng ở tỉnh Chất Giang, Trung Quốc ngày 16 tháng 1, thì nữ phục vụ mang tới một chai nước. Nhóm thực khách nghĩ đó là nước trái cây tuy nhiên họ phát hiện đồ uống có mùi vị lạ, sau đó 7 người phải nhập viện. Trong đoạn video phát trực tiếp trên mạng xã hội, Dojin, cô khu không cho biết nhà hàng đã thừa nhận nữ phục vụ kể trên mang nhầm nước uống cho do thị lực kém. Theo cảnh sát địa phương, cả 7 thực khách đều đang trong tình trạng ổn định và dự định yêu cầu nhà hàng bồi thường.